Lại nữa, thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối truyền thường ưa thích thọ trì. 10. Thiện nghiệp đạo, tự xa lìa sự giết hại sanh mạng, cũng khuyên người xa lìa sự giết hại sanh mạng, luôn ngợi khen chính đáng, sắp xa lìa sự giết hại sanh mạng, vui mừng ngợi khen người lìa sự giết hại sanh mạng, cho đến tự lìa tà kiến, cũng khuyên người lìa tà kiến, luôn ngợi khen chính đáng, sắp xa lìa tà kiến, vui mừng ngợi khen người xa lìa tà kiến. Lại Bồ Tát này, cho đến trong mộng, cũng không phát khởi 10 ác nghiệp, huống chi lúc thức. Thiện hiện đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển khắp vì lợi ích tất cả hữu tình, lấy vô sở đắc làm phương tiện, luôn tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa thường không gián đoạn. Thiện hiện đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển đã thọ trì tư duy đọc tụng khế kinh ứng tụng ký biệt phúng tụng tự thuyết duyên khởi bổn sanh bổn sự phương quảng hy pháp thí dụ luận nghị, tất là đều rốt ráo thông thạo lợi ích, thường ưa bố thí pháp như thế cho tất cả hữu tình, và luôn luôn suy nghĩ làm sao cho các loài hữu tình cầu nguyện chánh pháp đều được đầy đủ, lấy vô sở đắc mà làm phương tiện, lại đem thiện căn pháp thí như thế cùng các hữu tình bình đẳng đều có hồi hướng lên quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối truyền đối với pháp môn sâu xa của Phật đã thuyết hoàn toàn không sanh nghi hoặc do dự. Vì sao? Thiện hiện vì đại Bồ Tát này không thấy có pháp hoặc sắc hoặc thọ tưởng hành thức có thể nghi hoặc do dự ở trong đó. Như vậy cho đến không thấy có pháp hoặc tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thể nghi hoặc do dự ở trong đó. Thiện hiện đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển thành tựu thân ngữ ý nghiệp nhu hòa đối với các hữu tình, tâm không lo ngại, luôn luôn thành tựu từ bi hỷ xả tương ưng thân ngữ ý nghiệp, quyết định không cùng năm thứ phiền não che lấp ở chung, đó là tham dục, giận dữ, hôn trầm mê ngủ, dao động ác tác nghi hoặc. Tất cả phiền não đều đã đè bẹp, tất cả gốc phiền não trói buộc vĩnh viễn không phát sanh, ra vào qua lại, tâm không mê lầm, luôn luôn an trụ chánh niệm chánh tri, oai nghi tín dừng, đi đứng ngồi nằm, cất bước dừng chân cũng như thế. Những chỗ bước đi đều xem dưới đất, nhẹ nhàng chánh niệm, nhìn thẳng mà đi, hoạt động nói năng từng không vụt chạc. Thiện hiện đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển đối với các vật thọ dụng đồ nằm y phục đều thường thơm sạch, không có các mùi hôi hám, cũng không có các loài trùng giận trí dơ bẩn, tâm ưa thanh tịnh, thân không tật bệnh. Thiện hiện đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển thân tâm thanh tịnh, không phải như trong thân người thường luôn bị tám vạn hộ trùng ăn xâm. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát này thiện căn tăng thượng vượt khỏi thế gian, thọ thân hình trong ngoài thanh tịnh, nên không bị các loại trùng ăn xâm vào thân. Thiện căn như như lần lần tăng trưởng, như vậy thân tâm này càng thanh tịnh, do đó thân tâm các Bồ Tát này kiên cố hơn kim cương, không bị nghịch duyên xâm hại. Đó là các thứ lạnh nóng, đói khát, muỗi mỏng, gió nắng, trùng độc giao gậy và các trói buộc không thể xâm hại được. Thiện hiện đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Cụ thọ thiện hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát bất thối chuyển như thế, làm sao được thanh tịnh thân ngữ ý? Phật dạy: Thiện hiện đại Bồ Tát này thiện căn như như lần lần tăng trưởng, như vậy thanh tịnh thân ngữ ý, do năng lực thiện căn đoạn trừ, nên đời vị lai hoàn toàn không phát sanh, vì vậy thường được thanh tịnh thân ngữ ý.
Lại nữa thiện hiện, Đại Bồ Tát này hiện tại có diệu hạnh về ba việc của thân, bốn việc của ngữ, ba việc của ý, nên luôn luôn thanh tịnh thân ngữ ý. Do sự thanh tịnh này nên vượt khỏi thanh văn địa và độc giác địa, vào Bồ Tát chánh tánh ly sanh không chứng thật tế, thường muốn thành thục hiểu tình nghiêm tịnh cõi Phật, do đó thường được thanh tịnh thân ngữ ý trụ vào ngôi Bồ Tát kiên cố bất động. Thiện hiện Đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển, không trọng lợi dưỡng, không theo đuổi danh dự, đối với các thứ ăn uống, y phục, đồ nằm, phòng nhà, của cải đều không tham đắm, tuy thọ 12 công đức đỗ đa hạnh đầu đà, nhưng không tự thị. Trong đó hoàn toàn không sanh tâm tương ưng với sang tham, phá giới, giận dữ, lười nhác, tán loạn, ngu si và các thứ phiền não ràng buộc khác. Thiện hiện Đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển có trí tuệ minh mẫn, giác ngộ sâu xa, lắng nghe chánh pháp, cung kính tin thọ, chánh niệm tư duy, nghĩa lý rốt ráo, pháp thế gian và xuất thế gian đã được nghe, đều có phương tiện hội nhập nghĩa lý bát nhã ba la mật đa sâu xa, tạo sự nghiệp thế gian cũng nương bát nhã ba la mật đa hội nhập pháp tánh, không thấy một việc nào ra khỏi pháp tánh, giả sử có thì không cùng pháp tánh tương ưng, cũng có phương tiện hội nhập nghĩa lý bát nhã ba la mật đa sâu xa, do đó nên không thấy việc nào ra khỏi pháp tánh. Thiện hiện Đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển, nếu hiện tại có ác ma hóa ra 8 địa ngục lớn, trong mỗi địa ngục hóa ra vô lượng vô biên Bồ Tát, luôn bị lửa dữ đốt cháy, đều chịu thiêu đốt đau đớn, khổ sở, chua cay. Ác ma hóa ra vậy rồi bảo các Bồ Tát bất thối chuyển. Các Bồ Tát này đều đã được thọ ký bất thối chuyển qua vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên bị đọa vào địa ngục lớn như thế, chịu nhiều điều đau khổ như vậy. Bồ Tát các ông đã được thọ ký bất thối chuyển qua vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng sẽ đọa vào địa ngục lớn này chịu nhiều điều đau khổ. Phật thọ ký cho các ông để chịu cực khổ trong địa ngục lớn, chứ không phải thọ ký bất thối chuyển qua vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thế nên các ông phải mau bỏ tâm đại Bồ Đề, may ra mới được thoát khỏi khổ địa ngục lớn, sanh lên trời, hoặc sanh vào cõi người hưởng giàu vui. Khi ấy Đại Bồ Tát bất thối chuyển thấy nghe việc này tâm không động, cũng không lo sợ nghi hoặc, chỉ suy nghĩ. Không có việc Đại Bồ Tát được thọ ký bất thối chuyển mà bị đọa vào địa ngục bàng sanh cõi quỷ A Tố Lạc. Vì sao? Vì ngôi Bồ Tát bất thối chuyển quyết định không có nghiệp bất thiện, cũng không có nghiệp thiện mà rước lấy quả khổ. Chư Phật quyết định không nói lời dối gạt. Như Lai nói ra điều gì đều làm lợi lạc an vui cho tất cả hữu tình là nhà tâm đại từ bi lưu xuất. Việc đã thấy nghe ấy chắc chắn là ác ma làm ra nói ra. Thiện hiện Đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển, nếu có ác ma giả dạng sa môn, đến chỗ Bồ Tát nói như vậy, trước kia ông đã nghe nên tu bố thí ba la mật đa sẽ mau viên mãn, nên tu tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa sẽ mau viên mãn, như vậy cho đến nên chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đã nghe như thế đều là tà thuyết, nên mau bỏ, chớ bảo là chất thật. Lại nữa, trước kia ông đã nghe, nên đối với tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử ở quá khứ vị lai hiện tại, từ sơ phát tâm cho đến pháp trụ, trong đó có công đức thiện căn, đều sanh tùy hỷ nhóm hợp tất cả, đem cho hữu tình một cách bình đẳng cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đã nghe như thế cũng là tà thuyết, nên mau từ bỏ, đừng cho là chân thật. Ta sẽ dạy ông Phật pháp chân thật cho ông tu học mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Những gì đã nghe trước kia chẳng phải lời chân thật của Phật, đó là văn tụng của người soạn tập để dối gạt. Lời ta nói ra là lời chân thật của Phật, làm cho ông mau chứng sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề.
Thiện hiện, Đại Bồ Tát nghe lời như thế, tâm động nghi sợ, nên biết Bồ Tát đó chưa được thọ ký bất thối chuyển. Đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề còn do dự chưa quyết định, chưa được gọi là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào nghe lời như thế, tâm không động, cũng không nghi sợ, chỉ theo pháp tánh, vô tác, vô tướng, vô sanh mà trụ. Đại Bồ Tát này có làm việc gì, đều không tin lời người, không theo người dạy, mà tu bố thí, ba la mật đa, không theo người dạy, mà tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh tự, bát nhã, ba la mật đa, cho đến không theo người dạy, mà đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nên biết Đại Bồ Tát như thế đã đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề được bất thối chuyển. Thiện hiện như bậc lậu tận A La Hán có làm việc gì, đều không tin lời người, chứng đắc pháp tánh không lầm không nghi, tất cả ác ma không khuynh động được. Như vậy tất cả thanh văn độc giác ngoại đạo ác ma vân vân không thể phá hoại, đè bẹp tâm Đại Bồ Tát bất thối chuyển, làm họ đối với Bồ Đề mà sanh thối lui. Thiện hiện Đại Bồ Tát này quyết chắc đã trụ bậc bất thối chuyển, sở hữu sự nghiệp đều tự suy nghĩ, không phải tin người, mà làm ngay, cho đến lời dạy của Như Lai ứng chánh đẳng giác còn không tín thọ phụng hành ngay, huống nữa tin lời thanh văn độc giác ngoại đạo ác ma vân vân thực hành ư, không có việc các Bồ Tát này làm việc gì chỉ tin người mà làm theo. Vì sao? Thiện hiện, vì Đại Bồ Tát này không thấy có pháp có thể tin mà hành. Vì sao? Thiện hiện, vì các Bồ Tát này không thấy có sắc có thể tin mà hành, không thấy có thọ tưởng hành thức có thể tin mà hành, cũng không thấy có sắc chân như có thể tin mà hành, không thấy thọ tưởng hành thức chân như có thể tin mà hành. Như vậy cho đến không thấy quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật có thể tin mà hành, cũng không thấy quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chân như có thể tin mà hành. Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển, nếu có ác ma giả dạng bí xô đến chỗ Bồ Tát nói lời như vậy, việc làm của các ông là pháp sanh tử, không phải việc làm Bồ Tát, không do đây được trí nhất thiết trí. Này các ông, nên tu đạo hết khổ, mau hết khổ, chứng niết bàn. Khi ấy ác ma vì Bồ Tát thuyết đạo pháp tương tự đạo sanh tử, đó là quán tưởng xương cốt, hoặc quán tưởng xanh bầm, hoặc quán tưởng mủ thối, hoặc quán tưởng sình trướng, hoặc quán tưởng trùng ăn, hoặc quán tưởng đỏ bầm, hoặc từ, hoặc bi, hoặc hỉ, hoặc xả, hoặc bốn tịnh lự, hoặc bốn vô sắc. Ác ma lại bảo Bồ Tát, đây là chân đạo, chân hạnh, ông dùng đạo này, hạnh này sẽ được quả dự lưu, cho đến sẽ được độc giác Bồ Đề. Ông nhờ đạo này hạnh này nên mau hết tất cả sanh lão bệnh tử, cần gì phải chịu lâu dài khổ sanh tử thân khổ hiện tại, còn phải chán bỏ huống chi cầu chịu thân khổ đương lai. Hãy tự nghĩ kỹ và bỏ những gì tin trước kia. Thiện hiện, Đại Bồ Tát này khi nghe lời ác ma nói, tâm không động, cũng không kinh sợ nghi hoặc, chỉ suy nghĩ như vậy: này bí xô này làm lợi ích cho ta không ít, vì ta thuyết đạo pháp tương tự, làm ta hiểu biết đạo này không chứng quả dự lưu, cho đến không chứng độc giác Bồ Đề được, huống nữa chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đại Bồ Tát này suy nghĩ vậy rồi rất vui mừng, lại suy nghĩ tiếp: này bí xô này làm lợi ích cho ta rất nhiều, vì ta dùng phương tiện thuyết pháp chứng đạo, làm ta hiểu biết pháp chứng đạo, nên đối với tam thừa tự tại tu học. Thiện hiện, khi ác ma kia biết Bồ Tát này sanh tâm vui mừng, lại nói tiếp: khốn thay nam tử, nay ông muốn thấy các Đại Bồ Tát luôn siêng năng hành việc vô ích chăng? Đó là các chúng Đại Bồ Tát trải qua hàng hà sa số đại kiếp, đem vô lượng thứ thượng diệu, y phục, thức ăn, nước uống, đồ nằm, thuốc thang, của cải, hoa hương, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen hàng hà sa số chư Phật Thế Tôn, lại ở chỗ hàng hà sa số chư Phật tu hành bố thí ba la mật đa, tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, cho đến chỗ hàng hà sa số chư Phật tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Chúng Đại Bồ Tát này cũng thân cận phụng sự hàng hà sa số chư Phật, ở chỗ chư Phật thỉnh hỏi đạo vô thượng chánh đẳng giác, hỏi:
Thế nào là Đại Bồ Tát an trụ đạo quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Thế nào là Đại Bồ Tát tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, an trụ thánh đế cổ tập diệt đạo, tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu tám giải thoát cho đến mười biến xứ, tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tu cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, tu năm loại mắt sáu phép thần thông, tu mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, tu 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp, tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, tu pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, tu quán thuận nghịch, 12 chi duyên khởi, nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, tu thần thông thù thắng các đại Bồ Tát, tu viên mãn thọ lượng, học chuyển bánh xe đại pháp hộ trì chánh pháp được cửu trụ. Tu trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng như lời đã thỉnh hỏi, hàng hà sa số chư Phật Thế Tôn theo thứ lớp thuyết pháp, như lời chư Phật dạy bảo chúng đại Bồ Tát này an trụ tu học, trải qua vô lượng kiếp, dõng mãnh tinh tấn còn không chứng được sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, huống chi nay việc tu việc học của các ông mà chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề ư? Thiện hiện, Đại Bồ Tát này dù nghe lời ma kia, nhưng tâm không đổi, không kinh, không sợ, không nghi, không lầm, vui mừng gấp bội, và nghĩ, này bí xô này làm nhiều lợi ích cho ta, dùng phương tiện về ta thuyết pháp chứng đạo, làm ta biết pháp chứng đạo này quyết chắc không chứng được quả dự lưu cho đến không chứng được độc giác Bồ Đề, huống chi chứng được sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện khi ác ma kia biết tâm Bồ Tát này không thối lui, không lầm, không nghi, ngay đó giả dạng vô lượng bí xô, bảo Bồ Tát: các bí xô chúng tôi đây đều ở quá khứ cần cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trải qua vô lượng kiếp tu hành nhiều khổ hạnh khó hành mà không chứng được sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nay đều lui chứng quả A La Hán, các lậu đã hết không còn khổ nữa, các ông làm sao chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Thiện hiện, Đại Bồ Tát này thấy nghe như vậy rồi liền suy nghĩ, quyết chắc là ác ma giả dạng những bí xô này đến nhiễu loạn tâm ta, thuyết đạo pháp chướng ngại tương tự, chắc chắn không có Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa đến ngồi viên mãn mà không chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lại rơi vào thanh văn địa hoặc độc giác địa. Bấy giờ Bồ Tát lại suy nghĩ tiếp, chắc chắn không có việc Đại Bồ Tát tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa đến ngôi viên mãn mà không chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cho đến chắc chắn không có việc tu hành trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng đến ngôi viên mãn mà không chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển luôn suy nghĩ như vậy. Đại Bồ Tát nào như lời chư Phật dạy, tinh tấn tu học, thường không xa lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, kể cả những tác ý tương ưng diệu hạnh, thường không xa lìa sự suy nghĩ tương ưng trí nhất thiết trí, thường dùng phương tiện khuyên các hữu tình siêng năng tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát này quyết định không thối lui sáu pháp ba la mật đa, cho đến quyết định không thối lui trí nhất thiết tướng, chắc chắn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển liền suy nghĩ như vậy,